quá trình casting thì cuối cùng mình đã tìm ra được 5 cái gương mặt ấn tượng khác nhau hoàn toàn. Và cả 5 em đều rất là đáng yêu, mỗi em một vẻ, mỗi phân diện mình. Con là cu. Và sẽ thích trong phim của con là hát. Con tên là Ốc, con đẹp đẹp kiểu. Con là Hến, con nước nước ướt. Và bài văn của con trong phim là vẽ. Con là Sò, con có một cái bệnh trong lớp hay rất ị đun. Con là Tôm, trong phim con là một học sinh chơi đá banh rất hay. Nó quay trời nắng lắm, nắng mà nó chiếu hết một mặt của con, nó chói lắm. Lúc đó con Sò cũng mắc cười vệ sinh, là ổng đứng sợ cái con cười mắc cười á. Lúc đó là con quay ở dưới nắng, còn con phải diễn cái mắt đi vệ sinh. Lúc đó là quay lại mấy lần rồi, với lại còn nắng nữa, con nghĩ là cảnh đấy mệt nhất, với lại đáng nhớ nhất với lại cảnh gửi xe bò. Lúc đó con cũng không biết nữa, đáng lẽ cái cảnh đó không phải có, nhưng mà tại vì con bị xe nắng nên là con phải vô trong nghỉ. Đến khi mà ra quay lại thì con cũng mệt nữa, nhưng mà có mọi người ủng hộ nên là con cũng cố gắng. Dạ, là cái cảnh mà ngồi quanh lửa trại để quay flycam, là cái cảnh đó là phải ngồi sát vô đám lửa rất là nóng. Nóng, đáng lẽ con học nhưng mà con học không nổi, quá nóng. Trên phim trường thì con thấy chú rất là hiền, nhưng mà đôi khi tụi con đùa giỡn nên là chú chỉ nhắc nhở thôi chứ chú không có la mắng. Mà tụi con chú nhắc chuyện rồi đó, nhưng mà im lặng được xíu à, cái lại giỡn nữa. Con thích chú Huy Vê tại vì chú tung banh giỏi, đá banh hay, với lại lừa banh hay. Chú giúp con học tung banh. Thầy Hoàng với cô Miu là hay chơi trò chơi nhiều nhất luôn. Hai người giỡn qua những thầy. Con cũng thích trò giả bộ với nhau. Mọi người ơi, mọi người hãy cùng đến đọc phim để xem.